Em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio nhé. Hôm nay thì em lên cho bác một cái con giải mã cực kỳ ngon luôn. Đấy là cũng là một cơ hội rất là tốt cho bác nào mà đang cần con giải mã đời cao nhé. Đấy thì con này là con 9GX. Đấy. Con này thông thường của nó là các bác ấy, là giá của nó là toàn khoảng 1,6 triệu, 1,7 triệu. Đấy tuy nhiên thì đây em phải nói luôn là đây cái góc còn hơi sứt tí này. Đấy, hơi sứt tí. Nên cả phía trên này là cái này là nó không phải ấy đâu mà là kiểu như là có một cái con hàng về các bác, họ để một con máy khác để đây đây này. Đấy, họ đặt hai con một hàng mà cứ hai con một hàng họ xếp này. Thế là nó bị cái chân, cái vẹt chân này, chân của bốn con máy nó đè lên nó bị đen này. Thì về các bác có thể đánh cọ đi nó hết mà. Đấy, hoặc nếu không thì thích mới nó thì có thể mình có thể lấy cái lớp sơn mình phun lại một tí, cái vỏ lắp là được. Tháo cái vỏ lắp ra đây này các bác này. Có bốn cái chân đốc này mình tháo ra mình phun lại tí là được. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ ít người người ta kiểu nói thật là các bác là bây giờ ít ít ai người ta bỏ ra phun lắp bởi vì hàng bãi này thì mình cũng đôi khi cũng không cần cầu kỳ lắm mà bác nào còn là lúc nào phải thiên về cái đẹp thì là cho chút lắm thì mới làm lại thế thôi chứ còn bây giờ ít ai dùng lắm. Còn bản thân nhà em thì nói thật các bác là cũng không bao giờ nhà em sơn, chả bao giờ nhà em động chạm làm gì cho nó mệt người, có thế nào em bán thế, có sao tả vậy. Đấy. Còn nếu mà em mà kiểu thuộc dạng kiểu là cho chút rồi chỉnh sữa này nó thứ gì đây cái góc này em ngồi em cho chút phun mốt xong em đắp tí nhựa ấy vào xong em để nhẵn em phun lại ngon ngành ngay đúng không ạ, nhưng mà không tội gì về thế, có sao bán vậy hàng bãi mà các bác đúng không ạ, thì có thể là không hợp với bác này thì hợp với bác khác đấy, thì em cứ nói rõ quan điểm như vậy. Đấy. Thì con này thì đấy em bảo rồi thường của nó thì các bác biết rồi giá toàn 1,6 triệu bởi vì dòng đời cao mà giải mã rất là hay và làm công suất nghe rất tuyệt vời luôn đấy, nhưng mà thôi em để cho bác 1,3 triệu nào vì lại góc này hơi bị tím ấy, về các bác mất công vệ sinh thêm bốn cái góc này đấy. CD con này đây thì em đang test này thì thấy vẫn ok, thì em test từng cái một luôn. Cái CD này thì em nói rõ quan điểm luôn là em bán phần giải mã thôi nhá, bán phần giải mã và phần công suất để về các bác nghe nhạc trên điện thoại máy tính được chọn, nếu trong trường hợp các bác mà thích làm công suất để gắp thêm loa ấy. Còn chủ yếu em bán giải mã. Đấy, còn CD này thì vẫn test thêm cho các bác thì về các bác dùng đĩa xịn tí cho em nhá. Đời làm khác chỉ như một cành hoa xuân hương sắc sớm phai màu, một đêm gió vâng, thì đấy là phần phần này là phần CD đấy, còn các bác nghe quang đúng không ạ, đây làm giải mã thì chuyển về chế độ digital cho em. Đấy thì đấy là phần quang các bác nhá. Còn các bác nghe điện thoại đúng không ạ? Chuyển cho về cổng line hoặc là ở đây nhá, thì các cổng điện thoại này có cổng line, cổng tép và cổng CDR thì các bác chuyển cổng nào thì nhớ cho em phải cắm rắc phía sau là cổng đấy. Còn hiện tại em đang cắm cổng line thì em chuyển về cổng line này. Đây. Đấy, đây line đây các bác này. Tape này, CDR. Cắm cổng nào thì chuyển cổng đấy cho em nhá. Đấy, quang thì cắm vào đường in này. Nó có cả đường subwoofer này.
công suất của con này là 55 các bác nhá. 55W này. Đấy, thì bác nào mà chốt cái con giải mã Onkyo X 9GX này thì alo ngay cho bên em nhé. Vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.